No Dealer, một người sưu tập NFT cho biết anh ấy đã nhầm đơn vị thanh toán khi bán và mất sạch tài sản. Chia sẻ trên Twitter, nhà sưu tập NFT có tên No Dealer cho biết anh đã bán NFT Ethereum của mình với giá 444 Wei thay vì 444 ETH, tương đương 1 triệu USD, số tiền khớp lệnh 444 Wei, thậm chí chưa bằng 1 cent và không đủ để trả phí giao dịch. Wei là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của Ether, đồng tiền mã hóa được sử dụng trên mạng Ethereum. Giá trị của một ETH bằng 1 tỷ Wei, đơn vị này tương tự với Satoshi đối với đồng Bitcoin. Theo lời chia sẻ của Dino, anh đã thổi bay toàn bộ tài sản ròng của mình trị giá xấp xỉ 1 triệu USD trong vòng chưa đầy 1 giây chỉ vì đặt nhầm đơn vị tiền mã hóa. Sau khi đơn hàng xuất hiện trên thị trường, các pop NFT được thiết lập sẵn đã nhanh chóng mua để về thu lợi nhuận. Mặc dù mất gần 1 triệu USD trong vòng chưa đầy 1 giây, nhà sưu tập NFT Dino vẫn khẳng định mình không bỏ cuộc. Bên cạnh đó, anh còn đăng một dòng tweet nói rằng sẽ cố gắng lấy lại tài sản của mình bằng cách gửi tin nhắn cho chủ sở hữu NFT Ethereum hiện tại. Ngay lập tức, trang Ethereum của anh tràn ngập những bình luận đề nghị hoàn lại tiền thông qua địa chỉ email và số điện thoại. Tuy nhiên, hầu hết địa chỉ này đều là lừa đảo và họ chỉ mong muốn chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, trong trường hợp xấu nhất, chủ nhân hiện tại của NFT hình tảng đá sẽ không hoàn trả như mong muốn của Dio.